Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với Sen Hồng TV nha. Hôm nay gia đình Sen Hồng TV sẽ gửi đến cả nhà một món ăn rất là tiện ích luôn, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như thế này thì mình làm trà bông để mình để dành trong tủ lạnh mình ăn thì nó rất là tiện lợi nha cả nhà. Thì món trà bông này mình có thể ăn kèm với lại bánh mì nè, hoặc mình ăn cháo trắng nè, mình ăn cơm cũng rất là ngon luôn. Bây giờ thì Sen Hồng TV sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình cùng làm món trà bông từ thịt heo nha. Để làm món trà bông từ thịt heo thì ở đây mình có chuẩn bị qua ở đây là khoảng nửa ký thịt heo, thịt nạc heo cả nhà. Ở đây mình dùng thịt nạc thăn hoặc là mình có thể dùng thịt nạc đùi cũng được. Nói chung là cả nhà mình lựa miếng thịt heo nào mà nó không có gân và nó cũng không dính mỡ nha. Đó, để mình bảo quản nó lâu được á. Đây là miếng thịt thăn rất là ngon luôn nè. Rồi, bên cạnh đó thì mình sử dụng thêm một số cái gia vị. Đầu tiên là đường phèn. Mình sử dụng đường phèn, mình không sử dụng đường cát này cả nhà. Đường phèn nó sẽ làm cho cái trà bông của mình nó ngọt và nó ngon hơn rất là nhiều. Rồi kế đến là bột ngọt, mình dùng một muỗng cà phê bột ngọt, tỏi và củ hành tím băm nhỏ, nước mắm. Đó là toàn bộ nguyên liệu mình sử dụng cho món trà bông này, rất là đơn giản thôi. Bây giờ thì xin mời cả nhà sẽ cùng mình thực hiện món trà bông thịt heo hôm nay nha. Đối với thịt heo thì mình sẽ cắt ra thành từng miếng vuông vuông, mình để cho nó thấm gia vị cả nhà. Mình cắt. Đó, như vậy là mình đã cắt xong phần thịt heo này cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đem phần thịt heo đi ướp gia vị cho nó thấm nha. Mình sẽ cho vào nồi cơm điện mình ướp, lát nữa mình sẽ nấu bằng cái nồi cơm điện này luôn nha cả nhà. Đầu tiên là mình sẽ cho phần tỏi băm và củ hành tím băm nhuyễn vào. Rồi, đường phèn thì mình sẽ sử dụng 2 muỗng. 2 muỗng ăn canh. Nước mắm mình dùng 3 muỗng. 3 muỗng ăn canh luôn. Bột ngọt mình dùng 1 muỗng cà phê. Rồi sau đó chúng ta sẽ trộn đều cái phần gia vị này lên. Chờ cho thịt khoảng 15 phút thì thịt thấm gia vị rồi. Giờ mình sẽ bắt cái phần thịt này lên bếp để mình nấu nha cả nhà. Mình bắt lên bên bếp điện nha, là cơm điện á. Thì mình đã nấu cái phần thịt này một lúc sau thì bây giờ cả nhà thấy là cái phần nước nó đã rút hết rồi. Thịt nó đã thấm gia vị rất là ngon luôn rồi nè cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đem cái phần thịt này ra để cho nó nguội, đừng mình sẽ bắt đầu mình quết nó nha. Rồi mình sẽ gấp cái phần thịt này ra ngoài để cho nó mau nguội á. Thịt thơm ghê luôn á cả nhà. Mình để nước nó sắc xuống, nó tự động nó chuyển sang màu, có màu hơn vàng vàng, rất là đẹp luôn nè. Sau khi mình đã nấu phần thịt cho chín mà để nguội rồi thì giờ tiếp theo mình sẽ đem thịt này để mình sẽ dầm nó ra, mình quết nó ra cho nó nhừ nha cả nhà. Bước tiếp theo sau khi mình dầm nát cái phần thịt ra cả nhà thì một là các bạn dùng tay để xé nhuyễn ra thành từng sợi. Còn không, nhà bạn nào có mai quay sinh tố thì chúng ta sẽ cho một ít vào trong có quay sinh tố này nè. Mình sẽ bật chế độ ở chế độ trộn á cho nó tơi cái phần thịt ra nha cả nhà. Mình làm một lần một ít thôi. Mình sẽ bật cái chế độ là trộn nè nghe cả nhà, mình không bật chế độ xay nha. Xay nó sẽ bị nát thịt á. Trộn nhẹ nhẹ thôi.
Đây cả nhà nhìn thấy nè, sau khi mà mình bật chế độ trộn thì cái phần thịt của mình á nó tơi ra rất là nhiều, mình không cần phải xé từng miếng thì nó rất là lâu nó, và nó vẫn giữ nguyên được cái số thịt này cả nhà. Số thịt nó rất là dài, nó không bị nát nha, nhìn rất là ngon luôn á. Rồi mình sẽ tiếp tục lần lượt làm cho hết cái phần thịt nha. Đó, đây là thành quả mà sau khi mình đã xay xong cái phần thịt này cả nhà. Bây giờ cả nhà nhìn thấy không, rất là ngon luôn, từng sợi một là mình không cần phải xé bằng tay, rất là cực khổ, công phu nữa. Bây giờ mình phải làm đưa vô máy sinh tố, mình xay chút xíu là có một tô thịt liền. Giờ mình sẽ đem đi xào lên nha. Mình sẽ bắt cái chảo lên trên bếp và đợi cho chảo nóng thì mình sẽ cho cái phần thịt đã xé lúc nãy vào đây. Để mình xào lên, mình trộn lên nha cả nhà. Rồi chúng ta sẽ điều chỉnh lửa nhỏ vừa thôi. Bắt đầu mình cứ xào thịt như thế này hoài luôn, đến khi nào thịt bông lên là được. Bông lên nó khô lại. Chúng ta nhớ là mình sẽ đảo liên tục như thế này, mình đừng có dừng lại nha cả nhà. Mình dùng đũa với dùng sạn mình xóc tới xóc lui về hoài luôn nè. Cả nhà thấy sau một lúc mình xào trên chảo thì bây giờ là cái phần trà bông của mình nó rất là khô rồi và nó tơi cái số thịt lên rất là ngon luôn nè. Đó, thì bây giờ cuối cùng là mình sẽ cho thêm vào đây khoảng một muỗng canh nước mắm nữa để cho nó thơm á. Mình cho vào lúc gần cuối nè thì cái trà bông mình nó thơm thấm vị hơn. Và mình sẽ sên thêm chút xíu nữa là mình sẽ tắt bếp nha cả nhà. Món trà bông này thì cả nhà mình sau khi mà mình làm xong thì mình cho vào keo á, mình cất trong tủ lạnh là mình có thể sử dụng được rất là lâu, cả tháng cũng không hư á cả nhà. Mình ăn được rất là nhiều món nữa. Rồi bây giờ mình sẽ dùng trà bông vừa mới làm để thưởng thức một tô cháo trắng với trà bông nha cả nhà. Cháo trắng mà ăn kèm với trà bông này là rất là tuyệt vời luôn, ngon hết sảy luôn đó. Rồi với trà bông mình làm được, mình sẽ thưởng thức món cháo trắng đây. Đó, trà bông này mình tự làm thì ăn nó rất là an toàn và rất là ngon luôn nha cả nhà. Bảo quản rất là lâu, mình có thể để dành mình sử dụng ăn sáng, ăn cháo trắng hoặc là ăn bánh mì. Đó, bây giờ thì gia đình của mình đã hoàn thành một cái bữa ăn sáng nhờ món trà bông này. Xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Sen Hồng TV nha. Nếu cả nhà yêu thích clip thì xin hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem và thực hiện nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.